Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách làm sạch máy lạnh rất là hiệu quả, tiện dụng và tiết kiệm. Ai cũng có thể làm, đó là dùng dung dịch Mercenic. Mình để hình bên góc của video. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tắt máy lạnh đi, mở cửa phòng cho thông thoáng. Sau đó chúng ta mở nắp máy lạnh lên, lấy hai cái lưỡi lọc bùi ra và rửa sạch bằng nước. Lưu ý là chúng ta rửa sạch hai lưỡi bằng nước. Bước thứ hai, chúng ta sẽ dùng dung dịch Mercenic gắn vòi vào và mở khóa niêm phong phía trên. Sau đó chúng ta xịt từ trên xuống dưới, và khoảng cách từ vòi vào máy là khoảng 10 cm. Lưu ý là chúng ta không cần phải là xịt đều. Sau khi xịt xong, chúng ta chờ khoảng 10 đến 15 phút cho bọt nó thấm sâu vào trong cái màng lọc phía trong. Thứ ba, chúng ta lắp lại hai cái lưỡi lọc chúng ta đã rửa sạch. Và bước thứ tư là chúng ta đậy nắp máy lại và khởi động máy lên để trong khoảng 30 đến 40 phút. Lưu là chúng ta để nhiệt độ trên 24 độ C. Như vậy là chúng ta đã vệ sinh xong một chiếc máy lạnh rất là đơn giản. Xin chào các bạn.